Chào các bạn, trong video này có một bạn xem kênh YouTube của mình có hỏi là cái cách mà cắt cái dây led hoặc là cái thanh led như thế nào cho đúng. Rồi bạn đó có hỏi là khi mà các bạn đó muốn cắt thừa hoặc cắt thiếu á, thì cái dây led nó có sáng hay không. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mắc cắt chi tiết, cắt hoặc nối thêm đoạn led sao cho cái dây led nó sáng. Rồi, trên tay của mình đó các bạn, có một số các dây led nha các bạn. Dây led này là các bạn ra ngoài các bạn mua, có thể led trang trí hoặc là led gắn trên trần thạch cao á, cái này rất đẹp, rất sáng nha. Led này led ARB nha các bạn. Có cái lớp nhựa phủ bên silicon, phủ bên ngoài á, có khả năng chống nước nha, IP65. Mấy cái led này IP65 luôn, có khả năng chống nước luôn nha các bạn. Còn những cái led dây thường á, nè, kho này không có khả năng chống nước nha các bạn. Cái này nói chung là trang trí ở ngoài, các bạn có thể trang trí trên cái quầy kệ, hoặc là dán cái ở trên đây, phía dưới này có hai cái mặt nè các bạn. Thì đây nó sẽ dùng cái chip led là 5050 nha các bạn. Đây các bạn nhìn không? Đây các bạn, 5 ly ha. Chip led 5050, chip led vuông nha các bạn. Còn đây là cái loại led mà led thanh nha các bạn. Cái này nó nguyên một thanh nha, mà cái thanh này mình đã cắt rồi, cái thanh nó giống như nguyên một cái dây. Cái đèn tiếp tới 8 á, thì mỗi cái thanh này có 3 chip led nè, nó có từng đoạn như thế này. Đây mình giả sử nha bạn, nó có đường đoạn nè, đoạn không 3 chip led này nè, con điện trở hạ dòng đó, nó phân từng ba con. Mình đã cắt ra rồi, thì cái chip led này nó dính từng thanh nha các bạn. Cái này mình hàn vô nối vô thôi, bình thường lúc đầu là nó nối từng thanh này, mình cắt ra nha các bạn. Thì đây cái chip led này nó sẽ dùng con nó dùng loại chip led 8020. Mà các bạn nhìn thấy không? 80 nè. Chiều rộng của nó là 20 nha các bạn. Thì đối với mà các bạn sử dụng mấy cái led thanh như thế này á, nó thanh bằng kim loại, hoặc là các bạn sử dụng led dây. Nào led dây này nè. Thì nhiều khi các bạn trang trí hoặc là các bạn thiết kế, mình giả sử đi, cái quầy của các bạn á nó chỉ có 3.8 thôi, mà cái mấy cái dây led này nè, các bạn muốn cái đoạn led này từng đoạn á mà nó lên 4.2 á, thì các bạn có thể cắt nối như thế nào cho nó hợp lý. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm. Khi mà các bạn mua một cái led dây nè, hoặc là mấy cái led nó thành lại thanh như thế này, thì các bạn quan trọng cho mình, các bạn nên nhớ là các bạn phải xác định được cái điểm cắt led nha các bạn. Cái điểm cắt led đó là cái điểm nối giữa hai cái đoạn led với nhau, và nó được ký hiệu bằng dấu vạch đó, dấu vạch ngang này nè, hoặc là cái hình cái kéo. Đây ở đây nè các bạn. Nè các bạn thấy từng đoạn led nè. Cái có silicon nha các bạn, nó hơi khó thấy một tí, đạt có hình mũi tên nè các bạn. Các bạn nhìn thấy hình cái kéo bên trong đó, đây là cái điểm này, những cái điểm này như thế này á là chính là cái điểm cắt led nha các bạn. Còn đối với led thanh này á là nó có cái dấu vạch nha các bạn. Nó vạch từng đường như này á. Rồi mình đã cắt ra rồi, nó sẽ có dấu vạch nha. Mỗi cái đoạn mà nối led á, cái điểm cắt á, nó có vạch như thế này. Thì các bạn chú ý quan sát những cái điểm nối đó, tại vì cái nhà sản xuất người ta đã chế tạo như vậy rồi. Còn đây á là cái
lách dây không có cái lớp silicone để chơi chống nước các bạn. Đây là các bạn thấy không, cái này nhìn rõ hơn ha. À, nó có cái đường ngang nè các bạn, dọc nè. Vị trí này là vị trí cắt led nha các bạn. Còn những cái như vậy á, là một cái đoạn led nha các bạn. Cái đoạn led này á, thì các bạn có thể lấy cái thước á. Này là cm nè các bạn. Các bạn nhìn đo cái đoạn led nó bao nhiêu. Ví dụ như cái đoạn led này á, là khoảng 5cm nha các bạn. Mỗi đoạn là 5cm. Nó dùng chip led 5050. Thì nói chung các bạn xác định là cũng dễ thôi. Còn như đối với loại led thanh nhôm này á, thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn có thể xác định một đoạn led là bao nhiêu. Đây, ở đây á, là mình khoảng là 4cm nha các bạn. Một đoạn led là 4cm nha. Nó dùng cái chip led là 8020. Mấy cái led dây này, đối với những cái led dây như thế này á, một cái đoạn led của nó là nó dài 1m luôn nha các bạn, chứ nó không có, nó dài rất dài. Mà các bạn thấy à, cái điểm đầu của nó nè, rất dài, nó không thấy cái điểm cắt luôn nha các bạn. Nó là ký hiệu bằng cái khoảng trống giữa hai cái đoạn led. Nói chung là cái này dài, rất là dài. Một đoạn của nó là khoảng 1m. Đến cái đây, đến chỗ khúc này á, nó mới là hết một đoạn của nó. Nên những cái đối với led dây, led ông như thế này á, thì bạn muốn cắt á, là cắt đúng cái vị trí này, cắt chính giữa này cho mình, cắt hoặc nối thêm nha các bạn. Ở phía này á, là sẽ có hai sợi dây dâm dây dương ha. Là có hai dây này, hai dây nối chỗ này nè, hai dây ngoài rìa này nè, nó nối giữa hai đoạn. Thì các bạn lưu ý khi mà các bạn muốn cắt led đó, là cái này, một đoạn của nó là 1m thôi. Ví dụ các bạn muốn cắt là cắt khúc này, cắt cái giữa này nè, cái chỗ khoảng trống này nè. Tùy một đoạn, một dây của nó là một dài 1m. Các bạn không thể cắt chính giữa này được nha. Chính giữa này các bạn cắt bất kỳ chỗ nào là nó hở mạch, là nó bây giờ nó sáng á, nó dài đến 1m lận á. Nên đây mình có lưu ý với các bạn á, là muốn cái dây led sáng toàn bộ á, nè, thì các bạn phải cắt cho hết một đoạn led. Còn nếu cắt thừa hoặc thiếu á, thì cái đoạn led đó không sáng nha các bạn. Như các bạn, cái led thanh này nè, như các bạn cắt đúng một đoạn là một đoạn này nó sáng. Rồi nếu như các bạn cắt ngay khúc giữa này, bất kỳ chỗ nào á, thì cái đoạn này nó không sáng. Led dây là cũng tương tự như vậy. Nè, từng đoạn nè. Các bạn cần một khúc đến từ đầu đến điểm này, nhưng mà các bạn bắt buộc á, các bạn phải cắt. Nói chung là cho đủ một đoạn thì toàn bộ mấy cái led này nó mới sáng. Chứ các bạn mà cắt mà đúng cái chiều dài mà các bạn yêu cầu á, các bạn muốn cắt đến đây á, thì chỉ có một cái đoạn này nó sáng thôi. Đoạn phía trước này nó sáng nè, cái đoạn này nó không sáng nha các bạn. Thì đây mình nói, mình lấy cái ví dụ tương tự như vậy. Như ở đây á, các bạn có một cái dây led nha, một chiều dài một đoạn của nó là khoảng 5cm. Các bạn lấy thước nè, các bạn đo nè, một đoạn nè, khoảng cách hai cái điểm cắt của nó là 5cm. Thì nếu mà các bạn mà cắt từ 1 đến 4cm là như các bạn cắt cái khoảng này 4cm nè, không đúng cái điểm cắt của nó, là toàn bộ cái thanh led này nó không sáng nha các bạn. Nó dùng bị đứt hở mạch ha. Thì nếu các bạn muốn vậy, các bạn có cắt nguyên đoạn
Còn trường hợp á, các bạn cắt quá cái đoạn này, ví dụ là cái này 5cm là một đoạn đi, 6cm là nó bước qua đoạn thứ hai. Khi mà các bạn muốn cắt cái chỗ 6cm này á, thì cái đoạn phía trước này nó sáng, đoạn từ 1 đến 5 là nó sáng à, nhưng mà còn cái đoạn từ 6 đến cái đoạn thứ hai á, thì nguyên cái đoạn này nó không sáng, tại vì các bạn cắt không đúng đoạn của nó thì nó sẽ không sáng nha các bạn. Còn đối với những cái led mà chiều dài 1m như thế này á, thì các bạn cũng tương tự, một đoạn của nó dài đến 1m lần. Tại vì cái khoảng cách mà cái đoạn cái dây led bình thường lúc nãy á là nó chỉ có 5cm thôi, nên các bạn có dễ thao tác, dễ cắt, dễ ấy hơn. Còn tuy nhiên đối với những cái đoạn led mà nó dài đến được cắt 1m chứ không có được cắt khoảng 1,5m hoặc là 1,6m, hoàn toàn không được nha. Thì đối với cái mấy cái dây led này á, mà các bạn muốn thiết kế một cái quầy nó dưới 1m thì bắt buộc là các bạn phải cắt đủ đúng 1m. Rồi các bạn uống sao á, cho nó, nói chung uống hay thiết kế là sao cho nó giấu đến cái đoạn đó là các bạn giấu vô phía bên trong, hoặc là nó vô ra ngoài một xíu, nói chung không sao á. Chứ các bạn không được cắt mà dưới 1m nha. 1m đó là cái đoạn này, dây led này nó không sáng. Hoặc là trường hợp á mà các bạn cái muốn cắt á là khoảng 1m2. Vị trí các bạn muốn cắt là 1m2. Nhưng mà một đoạn của nó sáng là từ 1m, là cái khúc 1m, hoặc là các bạn chỉ cắt được 1m hoặc 2m. Thì khi mà các bạn cắt trong cái phạm vi mà từ 1m nè đến chỗ 2m nè, thì chỉ có 1m đầu là nó sáng thôi. Mét đầu phía trước là nó sáng. Còn cái phần từ cái đoạn chỗ dư á, chỗ dư là khoảng như các bạn cắt mét 2 là 0,2m bên kia là nó không sáng nha các bạn. Tại vì các bạn cắt từng đoạn là một là 1m, 2 là 2m. Rồi các bạn muốn có thể cắt 2m rồi đến 1m2 hoặc là 1m mấy là các bạn có thể giấu dây đi. Giấu cái dùng các bạn dùng che lại hoặc là giấu bê bên trong á thì nó sẽ đẹp hơn. So với trường hợp mà các bạn cắt cái chỗ mà các bạn cần thiết á, tại vì cái chỗ này đảm bảo không sáng, một đoạn của nó là 1m lận. Rồi là trên đây á, là một số lưu ý quan trọng để mà các bạn hướng dẫn các bạn cắt nối thêm led nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ nói về cái nguồn cấp cho mấy cái led dây như thế này. Thì đối với một số led thanh đó là mấy led RGB nè các bạn, các bạn có thể dùng cái nguồn tổ ong ha, cái nguồn adapter khoảng 12V DC. Đây mấy loại này là khoảng 12V hết nha các bạn. Còn đối với lại led dây mà 1m đó thì cấp nguồn nó sẽ khác nha các bạn. Nó giống như cái đèn tiếp Leicester 8 á, thì cái điện áp của nó không còn 12V nữa mà nó sẽ cao hơn, nhiều khi lên khoảng 200 mấy chục V nha các bạn. Thì khi mà các bạn mua những cái led dây như thế này á, thì ra ngoài người ta sẽ bán cho các bạn một cái cục nguồn led driver riêng. Thì nó giống như cái cục nguồn led driver bình thường mà chúng ta hay sửa trong các đèn tiếp Leicester 8 hoặc đèn led bulb á. Tuy nhiên mấy cái cục này á, là nó được đúc nguyên khối nha các bạn, nó tiêu chuẩn chống nước hết nha. Đây là như cái cục này nè, cục led driver nguồn của nó. Nó cũng chuyển đổi từ cái nguồn dòng điện AC 220V sang cái dòng điện DC một chiều. Đây là cái nguồn led driver của nó luôn nha các bạn. Là cái dòng điện 220 vô đây nè các bạn. Nó chuyển từ AC nè sang DC nha các bạn. Còn mấy giắc nối nè, cái chân âm chân dương của nó nè các bạn. Rồi nó thiết kế một cái mấy cái giắc cắm đó các bạn, chân cắm đây nè, nó cắm vô mấy cái dây led như thế này. Rồi cái số lượng chip led đây rất nhiều nha, nó không có như mấy cái led bên kia. Thì đây á, các bạn kiểm tra cái nguồn led driver này cũng tương tự nha. Khi các bạn mua về á, thứ nhất các bạn mua về các bạn test trước bên ngoài coi nó
cửa hàng á, nó sẽ test cho các bạn coi cái led dãy này nó sáng hay không, có cái đạn nào nó bị tối hoặc là bị chết chip test hay không. Thì nếu mà ổn hết á thì các bạn mua cục nguồn nha. Thì tùy vào cái chiều dài của cái dây led này mà cái cục nguồn của nó sẽ có cái công suất nổ ra cao hơn hoặc thấp hơn. Thì cách test này, cách đo cũng tương tự nha các bạn. Ở đây mình sẽ demo cái cục nguồn led driver này nha. Thì đây á, các bạn nhìn thấy cái ngõ đi vào là AC nè, bên đây AC ha, bên đây DC, ngõ ra. Thì bạn cũng đo điện áp bình thường thôi. Ở đây mình sẽ lấy một cái dây, cái dây đầu nối nhanh nha, cái phích AC, mình cấp nguồn vô đây. Các bạn chọn cái phần mà phần AC chỗ này, khúc này nè. Các bạn chỉ việc đấu dây vô thôi. Các bạn đấu cẩn thận nha, đừng có để cho nó dây điện nó lò ra chạm nó sẽ giật các bạn. Đây, mình nối vô cái ngõ AC ha. Rồi mình, các bạn đo cái điện áp DC cho mình, điện áp DC ngõ ra nè. Ở đây mình cũng lấy một ổ cắm nha các bạn. Rồi mình cấp nguồn vô. Cái điện áp này khá cao nha các bạn. Tại vì cái chiều dài cái dây led nào nó dài á, các bạn có thể lên khoảng 5m. Cái cục nguồn led driver này nè. Ở đây mình sẽ dùng cái đồng hồ số nha. Mình chuyển cái thang đo 1000 volt DC. Rồi để mình đo cái điện áp nổ ra của cái nguồn led driver này khoảng bao nhiêu. Đây mình kẹp 2 dây nha các bạn, coi cái điện áp nổ ra nó khoảng bao nhiêu. Các bạn thấy không, mình đo được cái điện áp nó ra khoảng 211V lận nha các bạn. Này khá lớn nha, nó giống như cái nguồn led driver của mình đó. Các bạn sờ ở đây có thể bị giật luôn nha các bạn, nên các bạn chú ý cẩn thận cho mình. Đó, cái điện áp khá lớn, 210V. Rồi, như vậy á, là cái cách test của nguồn đo điện áp nó ra cũng giống như cái nguồn led bình thường. Trong trường hợp á, mà các bạn bị mất cái điện áp ngõ ra thì các bạn kiểm tra cái cục nguồn led driver này, là các bạn thay cái ra ngoài, thì cái này nó chế nguyên khối nha các bạn, nó có tiêu chuẩn chống nước IP65 á, là nó lúc các bạn để ngoài trời được, nước nó không thấm vào đây được. Cái này cũng tương tự như vậy. Cái mấy cục nguồn led driver này á, nó có bán sẵn luôn nha. Thì các bạn trường hợp mà hư á, không đo mà không có điện áp nó ra cái đoạn chỗ này, khúc này á, thì mình sẽ ra ngoài cái cửa hàng mình mua cái mấy cục nguồn led driver này. Mấy cái này nó bán khá rẻ nha các bạn, nó cũng không có mắc lắm đâu. Nên ví dụ trường hợp mà đo không có áp nó ra thì các bạn thay, mua và thay ha. Còn cái dây led này cũng tương tự như vậy. Cái dây led này đa phần á, trường hợp nó bị cháy hoặc bị đứt á, thì nói chung là mình nhiều khi á, mình giá thành nó cũng rẻ nên mình mua ra, mình thay mua nguyên cái thay mới luôn, không cần phải thay chip led. Tại vì mấy cái dây led này các bạn, thứ nhất là mình khó thay nha. Tụi các bạn phải tháo cái vỏ nhựa ra nè, rồi thay cái chip led. Cái dây bên trong á, nó rất mảnh bỏng nên các bạn thao tác mà không khéo nó bị đứt ngầm bên trong, cũng nói chung là cũng tốn thời gian, cũng mất công. Nên mình trường hợp mà mấy led dây này hư á thì mình ra mình mua cái led dây khác thôi. Nè, led dây của RGB nha các bạn, rất nhiều màu. Mà chip led bên trong có nhiều màu lắm nha các bạn. Rồi các bạn có thể tham khảo thêm, nói chung có nhiều loại chip led, như mấy chip led này 5050 hoặc là cái chip led 2835. Cái dây led này các bạn, mấy dây led kiểu này á thì có nhiều loại chip led khác nhau. Rồi cái led siêu sáng nữa, thì các bạn có thể tham khảo ngoài thị trường ra. Nói chung có đủ kiểu đủ loại đó. Rồi video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn có thể cắt led hoặc nối thêm led dùng trong những cái dây led mà 220V đó các bạn. Thì quan trọng nhất là các bạn xác định cái điểm cắt led cho mình nha. Và là video này đến đây là hết nha các bạn.
Các bạn có ý kiến thắc mắc, các bạn có để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.